Luận điệu suy diễn, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam về xung đột Nga-Ukraine. Mặc dù Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức về xung đột Nga-Ukraine, đó là Việt Nam kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh nhằm đạt được giải pháp lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế. Ấy thế nhưng, trên Internet, mạng xã hội, một số người lại đang cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, suy diễn xuyên tạc nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín danh dự của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ngày 2 tháng 3, tại phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine sau khi nghị quyết trên được thông qua và thông tin các nước thành viên Liên Hợp Quốc thể hiện quan điểm trên một số diễn đàn Internet, mạng xã hội. Một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã đưa ra những luận điệu sai trái, suy diễn rằng quan điểm của Việt Nam là mơ hồ, không rõ ràng. Việt Nam đã không đi theo số đông, cố tình tìm cách lựa chọn quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Từ việc nêu những câu hỏi mang tính suy diễn chủ quan, nhiều bài viết đưa ra luận điệu quy chụp cho rằng các quốc gia chọn giữ thái độ trung lập là những quốc gia phần lớn đổ lỗi cho phương Tây đã kích động các điều kiện dẫn đến cuộc xung đột này. Một số người cuốn theo lối suy diễn trên cũng đưa ra các bình luận tiêu cực, thậm chí kích động tư tưởng chống phá. Có trang mạng dùng thủ đoạn đưa ra thăm dò, rồi cho những thành phần trong nhóm click vào lựa chọn theo chủ ý của người đặt bình chọn. Từ đó, lấy cớ vu cáo người dân ủng hộ đa số, còn quan điểm của nhà nước chỉ là thiểu số. Cá biệt có luận điệu xuyên tạc rằng phải chăng Việt Nam đang ngấm ngầm ủng hộ cho cuộc chiến tranh quay lưng với hòa bình. Trong khi đó, trên một số trang báo nước ngoài xuất hiện các luận điệu mang tính chỉ trích, phê phán việc thông tin cuộc xung đột trên báo chí trong nước, từ đó tìm cách hướng lái, nhằm cuốn người đọc theo chủ đích, ý đồ của họ. Thậm chí, một số bài viết còn đưa ra những luận điệu theo kiểu lập lờ đánh lận con đen, đưa ra những câu hỏi, câu nghi vấn, mang tính quy chụp, bôi nhọ quan điểm, uy tín Việt Nam trong quan hệ đối ngoại. Nhiều bài viết bằng lối phân tích tỏ ra có trình độ, hiểu biết kiểu chuyên gia, song thực chất, nhận thức rất lệch lạc, lộ rõ ý đồ, động cơ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đối với vấn đề xung đột Nga-Ukraine, Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức của mình. Ngày 1 tháng 3, phát biểu khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 thảo luận về tình hình Ukraine, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh rằng lịch sử của chính dân tộc chúng tôi hứng chịu các cuộc chiến tranh đã nhiều lần chỉ ra rằng cuộc chiến tranh và xung đột đến tận ngày nay thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Một số xung đột vẫn còn gắn liền với những yếu tố lịch sử, ngộ nhận và hiểu lầm. Với trải nghiệm của chính mình, Việt Nam thấu hiểu rằng chiến tranh và xung đột khi nổ ra chỉ gây ra đau khổ sâu sắc cho người dân và hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều khía cạnh trong đời sống của các quốc gia có liên quan trực tiếp cũng như các quốc gia khác. Đại sứ nêu rõ, trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Tất cả các quốc gia lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản này. Trên cơ sở đó, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và quan ngại của tất cả các bên trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Các giải pháp như vậy sẽ chấm dứt những khổ đau và đóng góp cho hòa bình, an ninh và phát triển ở châu Âu và thế giới nói chung. Ngày 3 tháng 3, tại họp báo thường kỳ trả lời báo chí về việc bỏ phiếu của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định: quan điểm của chúng tôi là Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại về tình hình Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: chúng tôi cho rằng ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường,
nối lại đàm phán đối thoại trên tất cả các kênh để đạt được các giải pháp lâu dài, có tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên, trên cơ sở phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Như vậy, xuyên suốt trong các tuyên bố, phát ngôn, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kêu gọi chấm dứt hành động sử dụng vũ lực, nối lại đối thoại và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ phát ngôn và hành động nào của Việt Nam đề cập đến việc ủng hộ, việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine. Và Việt Nam cũng không thiên vị hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine. Những luận điệu cho rằng Việt Nam đứng bên này để chống bên kia, cổ suy chiến tranh là hoàn toàn sai trái, bịa đặt. Hiến pháp năm 2013 và cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sửa đổi bổ sung năm 2011 của Việt Nam đã nêu rõ, chính sách đối ngoại của Việt Nam là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Về chính sách quốc phòng, Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ, Việt Nam giữ vững nguyên tắc 4-0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước để giành độc lập dân tộc và tự do, bảo vệ nền hòa bình của Tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã phải hy sinh biết bao xương máu bằng các cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất qua nhiều thế hệ. Dân tộc Việt Nam đã khẳng định rằng quyền thiêng liêng cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, quyền được tự quyết vận mệnh của mình. Bởi vậy, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam luôn mong muốn xây dựng một môi trường hòa bình, hiểu biết, đoàn kết và yêu thương nhau, cùng xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp. Đối với Việt Nam, cả Nga và Ukraine đều là các đối tác quan trọng. Do đó, Việt Nam kêu gọi Nga và Ukraine giảm căng thẳng, ngừng bắn, đảm bảo an ninh an toàn, nhu cầu thiết yếu của người dân, bảo đảm an ninh an toàn cho cộng đồng người nước ngoài đang sống tại Ukraine, trong đó có người Việt Nam. Việt Nam luôn khẳng định lập trường không thay đổi, đó là Việt Nam không đứng về bên này chống bên kia hay ngược lại, mà luôn đứng về lẽ phải, về công lý, luật pháp quốc tế. Như vậy, những luận điệu sai trái xuyên tạc quan điểm của Việt Nam đối với vấn đề xung đột Nga-Ukraine trên Internet, trên mạng xã hội của một số cá nhân, tổ chức, thực chất là nhằm bôi nhọ, hạ thấp danh dự uy tín của Việt Nam, xuyên tạc đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam.